Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Let's go. New game. Ok. Rồi cái này các bạn phải cần đi tìm một chiếc chìa khóa, một bức ảnh. Wow, một bức ảnh gia đình. Cái này thì cần phải có một cái xô. Những cái xô ở đây thì không phải. Rồi mình sẽ vào trong căn nhà nhỏ này. Ok, xô đây rồi. Oh my god. Các bạn phải bẻ khóa dần dần để phá đảo cái game này. Ok, đây là một chiếc chìa khóa. Mình sẽ nhặt đây. Xung quanh đây không biết có gì không. Wow, đàn quạ không biết đâu rồi. Rồi, bắt đầu mình sẽ vào trong ngôi nhà. Lại phải có một chiếc búa. Ok, búa rồi, let's go. Một chiếc chìa khóa màu bạc. Mình sẽ mở cửa đây. Oh my god. Đó các bạn cứ giải mã dần dần. Xem những chỗ này có gì không. Đi xung quanh. Mở cánh cửa đây ra nào. Vào bên trong. Wow. Đây thì cần một hình lục sa. Đó cũng rất đơn giản thôi. Rồi các bạn sẽ đi xung quanh và tìm những món đồ, sau đó thì lắp vào. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Oshin 3. Let's go. Skip. Vào đây. Kim. Mình sẽ vào phòng kim. Ở thứ cái này các bạn sẽ phải đi tìm 5 chiếc chìa khóa và một bình hộp dương. Nếu may mắn thì các bạn tìm thêm được hồ dương, còn không thì các bạn chỉ cần 5 chiếc chìa khóa thôi là các bạn sẽ thoát ra khỏi ngôi nhà này. Ngôi nhà này thì trong ngôi nhà này thì có ông Slenderman. Ông ta coi và cai quản đây này. Oh my god, ông ta là ngay đây. Chạy luôn. Let's go. Máu thì cứ tụt dần dần, cho nên các bạn vừa đi và vừa phải tìm kiếm cả máu nữa. Ok. This is no dream. Cái này xem thế nào. It's really happening. Oh.
bình máu nhỏ ăn luôn. Làm có bình máu đây, ok. Khu bóng rổ này không có gì. Mình sẽ tìm khu khác xem. Chiếc chìa khóa đầu tiên đã nhìn thấy rồi. This is no dream. Ok, mình sẽ đi sâu vào trong này xem. Let's go. Chiếc chìa khóa thứ hai. Chỗ này rất là rộng luôn, cho nên các bạn phải xem thật kỹ. Đây là nơi phòng vệ sinh. Chúng ta đang ở gần đây. Hộp dương đây rồi. Và chỉ còn hai chiếc chìa khóa nữa thôi là các bạn sẽ thoát được khỏi đây này. I should... Oh my god, chúng ta đang gần đây. Mình vừa đi mình sẽ vừa không nhìn ông ta. Thì vẫn đi được bình thường. Chìa khóa thứ tư. Let's go. Just a little more. Just a little more. Đó, và còn một chiếc chìa khóa nữa các bạn đi tìm kiếm tiếp nhá. Còn một chiếc chìa khóa nữa là các bạn sẽ thoát khỏi đây rồi. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái thứ ba. Slenderina, The School. Let's go. Căn phòng này không có gì. Okay, let's go. Wow. Một món đồ đầu tiên. Ở đây là bình máu mình sẽ ăn luôn.
Khi tìm hết ở tầng 1, sau đó thì các bạn sẽ lên trên tầng 2. Ở này bà ta xuất hiện rất là nhiều. Rồi ok, tìm xung quanh xem. Wow wow, không có gì ở đây. Xong phần tiếp theo. Wow, đây là một phòng bếp. Mình sẽ mở những cái này ra xem có gì không. Chiếc chìa khóa. Ok. Tiếp tục vào. Let's go. Phòng ăn rất là rộng. Wow. Nhưng mà không có gì đây. Sau đó thì mình sẽ sang phòng kế bên và tìm tiếp. Ok, món đồ thứ ba. Bạn tìm hết đủ 8 món đồ, các bạn sẽ được vào các bạn sẽ phải xuống tầng 1, tức là tầng dưới cùng. Ở đó thì có một căn phòng, các bạn sẽ vào và lắp vào. Và lúc đó thì nguồn điện sẽ mở ra và các bạn sẽ thoát được khỏi đây này. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo, Granny Chapter 2. Let's go. Ok, let's go. There you are. Mình sẽ rửa ông bà này đi được rồi. Có vẻ như có người đang lên tầng 2, mình nghe rất là rõ luôn. Mình sẽ lên lại xem thế nào. Rồi, xuống đây. Đây là một khẩu súng điện. Lấy luôn. Sau đó thì lắp vào. Nhìn thấy nó bắn ngay. Mình sẽ đi tìm. Ok. Oh my gosh, bà ta ở đây luôn. Xử lý luôn. Ok, đây chiếc chìa khóa này các bạn mở căn phòng của ông bà này. Căn phòng
phòng này là căn phòng bí mật của ông ta. Let's go. Cho lại luôn vào trong. Dùng súng điện này tiêu diệt luôn đứa con của ông bà này. Không có gì không? Không có gì. I see you. Chạy luôn. Rồi, mình sẽ thử lên xem trên này có những cái gì không. Let's go. Oh my gosh. Wow. Chúng ta đã ở trong này rồi. Oh my gosh. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Back row. Let's go. Như là một tựa game ma. Rất là hãi luôn. Oh my gosh, chưa đâu, lại mình ấn nhầm vào rồi. Wow. Thời gian này là các bạn đang ở trong một căn phòng toàn ma là ma thôi. Những tiếng kêu và những tiếng động rất là kinh hãi, dành cho những bạn nào yêu cảm giác nó mạnh. Let's go. Rồi
mình sẽ mở anh cửa ra xem mở được không. Không mở được. Đi đường này xem. Mất luôn. Ok. Oh my gosh. Wow. Như là đang thờ quỷ sao ta. Wow, rất công minh. Và mình có chiếc chìa khóa để mở cánh cửa nữa. Nhưng không biết là chỗ nào. Đường điện. Mình sẽ phải đi tìm và lắp à. Ok, đã mở được đây rồi. Đó, các bạn cứ đi tìm, sau đó thì mở những cái cửa rồi đi phi vào. Thì đây là một tựa game mà cũng rất là kinh hãi luôn. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. See you in here. Let's go. Mình sẽ lại từ đầu. Xin hiểu trong này rất là to luôn. Nó phải cao khoảng 4 thước. Phải đến nó phải 5-6 thước chứ không phải 4 thước. 4 thước của mình thấy vẫn còn là hơi bé. Ok. Keep photo of the motor from a stone tower. Ok. Wow, xin lý đây rồi. Rồi lên đây tiếp. Nó có vẻ đang tiến lại gần đây. Xem sao nó ở chỗ nào.
Rồi, nó tiến bên đường bên này. Rồi, nó đang gần đây. Chạy thôi. Cánh cửa đã mở ra, mình phải đi tìm đường đi cánh cửa này, tìm thôi. Let's go. Không biết cánh cửa ở đâu đây. Chết rồi, bị kẹp ở đây rồi. Oh my gosh. Wow. Rồi, và mình sẽ sang tới cái ma. Your pizza's here. Oh my gosh. Một ngôi nhà ma cũng rất là hại. Đầu tiên thì mình sẽ mở đây ra. Ok. Trong này không có một tí tiếng động luôn. Tiến sâu bên trong. Không có gì. Let's go. My psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. He doesn't know. It's all about Emily. I can't tell him anything about that. But I'll record myself anyway. Maybe it'll help. Okay. Bị mất rồi. Wow. Đây có tiếng kêu gì đó. Một vụ xô xát ở đây, kính vỡ hết. Wow. Mình sẽ đi lại xem. Oh my gosh. Rồi, mở cánh cửa đi ra nào. Thông thường nhau. Bật điện tổ om luôn, sợ thật. Và không nhìn thấy gì luôn. Đúng là một tựa game mà rất là sợ. Ô, một con gì đó. Để xuống đây nào. Wow, nó leo mình và cắm mình luôn. Oh my gosh. Wow. Oh my gosh. It's okay. Và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo.
Okay, let's go. Các bạn cứ nhìn theo bản đồ, sau đó các bạn sẽ đi đến. Đây rồi. Chiếc xe ô tô. Bắt đầu từ năm 3 thì sẽ xuất hiện Siri here. Cho nên các bạn phải chạy đi đường khác, nếu không thì sẽ bị Siri here bắt mất. Mình sẽ chạy lại xem. Đây có một con nhà. Ok, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Emily, 1, 2, play, 2. Wow. Đấy là một tựa game ma. Phần 2. Bức ảnh và mình sẽ vào trong trong ngôi nhà này. Let's go. Ok. Đây là một người nhện. Toàn là những bức ảnh kinh dị. Ngôi nhà bị tan hoang như thế này. Không biết là do con yêu quái nào. Oh my gosh. Wow, bức ảnh ma quái luôn. Không mở được cánh cửa này ra. Trong này không có gì. Mình phải tìm kiếm một cái gì đó ở trong này. Tủ lạnh không mở được. Rồi, lên trên này. Đó, các bạn cứ đi vào. Đây là một tựa game cũng rất là kinh dị. Wow. Rất nhiều phòng luôn. Và các bạn tha hồ mà khám phá tựa game này.
cũng rất là hay. Nhưng có điều là nó hơi kinh dị một chút. Đó, tự nó tắt luôn. Tải thật. Bị đẩy luôn vào đây. Yeah. Một chiếc kéo. Chiếc kéo này không biết để làm gì. Nhưng nó sẽ có mục đích gì đấy. Thì nó phải cho các bạn cầm. Đó, ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. Granny. One day. Let's go. Số ok, mình sẽ chui vào đây xem như thế nào. Trong này có gì không? Không có gì. Lên trên nó, lên luôn trên này. Let's go. Gì ok. Một bình ga. Đấy, chui xuống luôn. Bình ga này thì mình sẽ để ở chỗ xe ô tô. Cái này các bạn phải có chìa khóa xe cạc thì các bạn mới mở được chiếc xe ô tô kia ra. Wow, ở đây bà ta có đặt một cái bẫy. Mình sẽ đi sát ven này. Wow, cho bà ta rồi. Oh my gosh. So, ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Katie, Brandy. Let's go. Ok. Oh my god. Một luôn anh chàng này. Oh my god, lạ luôn. Tiếp tục nào. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Butcher X. Let's go. Shuttle one. Đây là một tấm thẻ để các bạn có thể mở cánh cửa này ra. Ok. Ở đây thì mình đã nhìn thấy một chiếc chìa khóa rồi. Đây là một mẩu giấy gì đây. Ok. Nhặt luôn chiếc chìa khóa này đây.
good stuff. What stuff? Không có gì ở chỗ này. Ủa? À, cánh cửa này chưa mở được. Không có gì đây. That's useful. 8683, ok. Bị chết ở chỗ này, máu me toàn tập. That's useful. Đây rồi. Khi các bạn có cái này, các bạn sẽ lắp vào cánh cửa kia. Là các bạn đã hoàn thành việc cho thông quan. Và các bạn phải tìm đủ 5 món đồ đó thì cái lắp vào thì lúc ấy các bạn phải thoát ra khỏi ngôi nhà này. Thoát ra khỏi Butcher X. Let's go. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.